Bàn thắng dành cho U20 Việt Nam. Tỷ số là 1-0 ở phút thứ 24 của trận đấu. Tú Phương. Quả ném biên vẫn sẽ tiếp tục thuộc về U20 Việt Nam. Lê Đình Lao Vũ. Như vậy là sẽ có một quả đá 11m dành cho U20 Việt Nam. Có vẻ như bóng đã chạm tay một cầu thủ của U20. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Mọi thứ xuất phát từ nỗ lực của Lê Đình Lao Vũ. Và đúng là như vậy, bóng đã chạm tay của Dan Agustin, trung vệ mang áo số 19. Một tình huống diễn ra nhanh nhưng nó không thể qua mắt được trọng tài Tam Pingun người Hồng Kông Trung Quốc. Một thời cơ rất rõ, có thể nói là khá bế tắc của U20 Việt Nam. Nguyễn Lê Phát là người được trao cơ hội. Trong trận đấu gặp U20 Bhutan, Lê Phát đã chơi hay nhưng chưa thể ghi bàn. Lê Phát đối đầu với Josiah Jones. Bàn thắng dành cho U20 Việt Nam. Tỷ số là 1-0 ở phút thứ 24 của trận đấu. Và tận dụng thời cơ trên chấm 11m chính xác của Nguyễn Lê Phát. Lê Phát đã đánh lừa được thủ thành Josiah Jones. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Lê Phát cho U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2025. Tạm thời cho tới lúc này, ở phút thứ 24 của trận đấu, chúng ta đã ghi được 6 bàn thắng tại giải. Rất tự tin để thực hiện một tình huống đặt lòng vào góc trái của khung thành, trong khi hướng đổ người của Josiah Jones là bên phải.